Thưa quý vị, với trẻ em, Tết Trung Thu luôn là ngày hội được mong chờ nhất trong năm. Thế nhưng không phải mọi trẻ em đều được tận hưởng ngày Tết này. Để mọi trẻ em đều có Tết Trung Thu trọn vẹn, ý nghĩa, những ngày qua, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể xã hội đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm tặng quà, tổ chức chương trình Tết Trung Thu cho thiếu nhi, nhất là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Sự động viên chia sẻ kịp thời này đã góp phần mang lại niềm vui, giúp cho các em lạc quan hơn trong cuộc sống. Toàn tỉnh hiện có hơn 266.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 24% tổng số dân. Trong đó có hơn 3.670 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và khoảng hơn 14.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Đây là những đối tượng cần sự quan tâm đặc biệt. Từ đầu tháng 8, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã ban hành kế hoạch tổ chức Trung Thu cho trẻ em, gửi quà Trung Thu về cho các địa phương, đồng thời chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh Xã hội các địa phương trao quà đến tận tay các em. Bên cạnh đó, Sở cũng kêu gọi huy động mọi nguồn lực trong xã hội cùng chung tay chăm lo Tết cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Dịp Tết Trung Thu năm nay, từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em của tỉnh, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trao tặng hơn 2.200 xuất quà trị giá hơn 455 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đối tượng thì Sở cũng tập trung là các trẻ hiện nay là có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trẻ hộ nghèo, con hộ nghèo và trẻ đang nuôi tại các cơ sở ngoài công lập. Tất cả các hoạt động này thì mong muốn của chúng tôi là làm sao cho các trẻ là có một cái Tết Trung Thu vui vẻ. Và cũng qua đây thì chúng tôi cũng mong muốn là kết nối được với các cái nhà hảo tâm, các mạnh thường quân là tiếp tục đồng hành hỗ trợ chúng tôi trong các hoạt động trợ giúp cho các trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em đang điều trị tại các bệnh viện, trẻ em mồ côi, lang thang, cơ nhỡ, khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội. Sở Lao động Thương binh Xã hội tổ chức đoàn đến thăm và trao quà cho các em, kèm theo gửi những lời chúc, lời động viên, giúp các em có một Tết Trung Thu ý nghĩa, trọn vẹn. Hôm nay mấy cô chú tặng quà con thấy cảm thấy đỡ mệt hơn. Hôm nay là Tết Trung Thu con rất là vui. Được mấy cô chú tặng quà, mong muốn con sẽ học thật giỏi. Mong muốn lần sau để mấy cô xuống tiếp tục cùng các con. Tuy là ở trong đây ngày Trung Thu nhưng mà cũng có niềm vui cho mấy bé rồi, đứa nào cũng cảm thấy vui, nụ cười trên môi. Những ngày qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động thăm tặng quà, hoạt động vui Tết Trung Thu cho trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã hội. Và con đã được nhận được rất là nhiều quà như là bánh trung thu, lồng đèn và rất nhiều phần quà khác. Con còn được xem múa lân, múa rồng, rồi có ông địa. Con cảm thấy là Trung Thu năm nay rất là vui vẻ và tràn đầy tình yêu thương của mọi người. Hàng ngàn phần quà được trao đến tận tay các em nhỏ với tình thương yêu và tấm lòng sẻ chia đã mang đến cho các em ngày Tết Trung Thu nhiều tiếng cười và niềm vui trọn vẹn.